Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 01 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với nhiều chính sách và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trở thành một trong ba lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn được ưu tiên phát triển. Theo đó, mục tiêu của Đà Nẵng là thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tăng về số lượng và năng lực, có khả năng tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tập trung vào các sản phẩm linh kiện, phụ tùng, vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm, thu hút được một số công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà Nẵng để dẫn dắt chuyển giao công nghệ, sử dụng sản phẩm trung gian, tác động lan tỏa phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, dư địa phát triển công nghiệp hỗ trợ của Đà Nẵng là rất lớn. Xét về cơ cấu ngành kinh tế của thành phố Đà Nẵng thì nhóm ngành công nghiệp xây dựng thì chiếm 20,72% trong GDP toàn ngành kinh tế, với những thế mạnh sẵn có về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng về nguồn nhân lực thì thành phố Đà Nẵng còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong toàn ngành công nghiệp tăng dần qua các năm, từ 17,1% năm 2011 lên trên 20,2% năm 2021. Tuy nhiên, ngành công nghiệp thành phố còn những hạn chế như quy mô nhỏ, chưa có dự án đột phá, công nghiệp chủ lực và hỗ trợ còn hạn chế, công nghiệp hỗ trợ còn vướng nhiều điểm nghẽn, vân vân. Ở Đà Nẵng mình là ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa được cao. Lý do là vì lâu nay các doanh nghiệp á thì cái khả năng sẵn có của mình mà làm trên cơ sở máy móc thiết bị cũng đã lạc hậu rồi, nhưng mà bây giờ là phải thay đổi tư duy, phải đổi mới suy nghĩ. Bây giờ muốn phát triển Đà Nẵng cũng như cả nước về ngành công nghiệp là phải thiết bị hiện đại, thay đổi tất cả những máy móc thiết bị lạc hậu và phải đi vào chuỗi cung ứng cung cầu của trong nước cũng như quốc tế. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2030, giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 40% trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng vừa đề nghị Bộ Công Thương sớm triển khai thành lập Trung tâm Kỹ thuật Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp vùng tại Đà Nẵng, đồng thời tiếp tục hỗ trợ thành phố kết nối, thu hút đầu tư về công nghiệp hỗ trợ, tương tự như sự kiện kết nối công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng năm 2022 vừa được tổ chức mới đây, qua đó giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tăng cường hợp tác, kết nối cung cầu. Tôi mong muốn là những cái hội nghị như thế này được thường xuyên được tổ chức để các cái doanh nghiệp ở hai đầu Nam Bắc á, người ta về đây để có cái nhu cầu người ta sử dụng được những cái sản phẩm tại Đà Nẵng mà người ta đang sản xuất, và ở Đà Nẵng cũng có thể tiếp cận được những cái sản phẩm của phụ tùng cũng như linh kiện của hai đầu đất nước có mà ở đây người ta chưa có thông tin được. Đà Nẵng hiện có 110 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, và mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 sẽ có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Đến năm 2030, có trên 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 15% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.